Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh N10 TV. Hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2019, gồm các bản tin sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc cảnh báo Microsoft, Dell, Samsung sẽ đối mặt hậu quả thảm khốc nếu tuân theo lệnh cấm của Mỹ. Chính phủ Trung Quốc vào giữa tuần trước đã triệu tập đại diện các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Dell và cả các nước khác như Samsung của Hàn Quốc để tham gia họp bí mật tờ New York Times đưa tin. Tại đó, các công ty công nghệ lớn đều được cảnh báo có thể sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu tuân theo lệnh cấm của Mỹ không hợp tác buôn bán công nghệ quan trọng cho các công ty Trung Quốc. Các cuộc họp diễn ra ngay sau khi Bắc Kinh thông báo rằng đang tập hợp một danh sách gồm các công ty và cá nhân không đáng tin cậy. Danh sách này là một trong những hành động trả đũa của chính phủ Trung Quốc đối với lệnh cấm các công ty công nghệ của Mỹ hợp tác và cung ứng linh kiện cho Huawei. Nhiều công ty công nghệ như Google, Intel và Qualcomm đã tuân theo lệnh cấm này của chính quyền tổng thống Trump và ngừng hợp tác cung ứng cho Huawei. Đáp lại, chính phủ Trung Quốc cũng đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa đồng thời cáo buộc Mỹ đang cố gắng phá hoại những nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc chạy đua công nghệ mạng di động không dây thế hệ tiếp theo 5G. Nguồn tin cung cấp nội dung cuộc họp bí mật đã yêu cầu New York Times không nêu tên, không được phép thảo luận về họ để tránh bị lãnh hậu quả. Danh sách cụ thể tham dự cuộc họp không được tiết lộ, nhưng nguồn tin cho biết trong đó có một vài cái tên quen thuộc và nổi tiếng như Microsoft, Dell, Samsung, và các nhà sản xuất chất bán dẫn Am of Britain và SK Hynix của Hàn Quốc. Tuy nhiên, hầu hết đại diện các công ty công nghệ lớn trong danh sách đều không đưa ra bất kỳ bình luận nào về nội dung thông tin được New York Times tiết lộ. Các cuộc họp nói trên có sự tham dự của cơ quan hoạch định kinh tế Trung Quốc, Quỹ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, cũng như các thành viên của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Tại đó, các quan chức Trung Quốc kêu gọi các công ty Mỹ thuyết phục chính quyền của Tổng thống Donald Trump rút lại các lệnh cấm để không phải đối mặt với hậu quả thảm khốc nếu tiếp tục duy trì mối ban giao bình thường với các đối tác Trung Quốc. Hiện vẫn chưa rõ hậu quả mà chính phủ Trung Quốc muốn cảnh báo là gì. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Tổng thống Trump sẽ tăng thuế lập tức nếu ông Tập không dự hội nghị thượng đỉnh G20. Tổng thống Donald Trump nói sẽ tăng thuế nhập cản lên thêm với nhiều hàng hóa của Trung Quốc nếu Chủ tịch Tập Cận Bình không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Nhật sắp tới. Nếu không đạt được thỏa thuận, thuế nhập cản sẽ tăng, Tổng thống Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC ngày 10 tháng 6. Khi được hỏi liệu thuế nhập cản có tăng ngay lập tức hay không, ông cho biết là có. Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến việc đưa vấn đề ngăn cấm tập đoàn Huawei vào thỏa thuận thương mại trong thời gian qua, ông Trump luôn lặp lại rằng ông sẵn sàng gặp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối tháng này tại Osaka, Nhật Bản. Ông cũng tin rằng Trung Quốc sẽ chấp nhận và đang rất cần một thỏa thuận thương mại với Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm, sẽ rất ngạc nhiên nếu như ông ấy không đến, tôi nghĩ ông ấy sẽ tới. Tôi chưa nhận được thông tin nào nói rằng ông ấy sẽ không tham dự, chúng tôi sẽ gặp nhau. Tuy nhiên, cùng ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh luôn sẵn sàng tăng cường đối thoại thương mại với Washington, nhưng không xác nhận liệu lãnh đạo hai nước có gặp nhau tại Nhật Bản hay không. Sau khi tăng thuế nhập cảng lên 200 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc, ông Trump đã dọa áp thuế 25% đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập cảng từ Trung Quốc, có giá trị khoảng 300 tỷ USD, bao gồm điện thoại, máy tính và hàng may mặc nếu hai nước không sớm đạt được thỏa thuận trong buổi phỏng vấn tổng thống mỹ cũng chỉ trích việc trung quốc hạ giá đồng tiền để tạo lợi thế trong thương mại họ đã hạ giá đồng tiền trong nhiều năm điều đó cho họ lợi thế cạnh tranh khổng lồ ông trung giải thích về phía trung quốc người phát ngôn bộ ngoại giao cảnh sản cho biết nước này không muốn tiến hành cuộc chiến tranh thương mại nhưng không sợ tham chiến bắc kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ và sẽ chiến đấu đến cùng nếu washington có động thái khiến căng thẳng thương mại leo thang theo kế hoạch Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 6 tại Osaka, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung leo thang. Trong chuyến thăm Pháp hồi tuần trước, Tổng thống Trump cho hay ông sẽ quyết định liệu có thực hiện kế hoạch áp thuế trên hay không sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập cận bình. Thưa quý vị, Đài Loan cấm mua chip từ công ty con của Huawei. Cơ quan quản lý viễn thông Đài Loan mới đây đã cấm các nhà cung cấp truyền hình cáp của vùng lãnh thổ này mua linh kiện từ các công ty Trung Quốc, trong đó có Hisilicon, công ty con chế tạo chip của tập đoàn Huawei. Báo South China Morning Post viết tắt SCMP của Hồng Kông ngày 10 tháng 6 dẫn lời một người phát ngôn của ủy ban truyền thông Đài Loan viết tắt NCC cho biết, theo lệnh cấm mới, các hộp giải mã kỹ thuật số Setup Box của các đài truyền hình cáp ở Đài Loan sẽ không còn sử dụng chip và vật liệu bán dẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Lệnh cấm áp dụng cho cả các chip của Hisilicon sẽ khiến Huawei thêm đau đầu khi tập đoàn này đang nỗ lực duy trì mối giao dịch với khách hàng kể từ khi Mỹ cấm Huawei mua linh kiện và các thành phần công nghệ từ công ty Mỹ mà không có sự cho phép. Hiện người phát ngôn viên Huawei tại trụ sở ở Thâm Quyến chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Theo một nguồn thạo tin, các nhà cung cấp truyền hình cáp của Đài Loan đã được thông báo về lệnh cấm trên từ giữa tháng 3 và tháng 4, tức ngay cả trước khi chính phủ Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen thương mại. Trước đây, chúng tôi luôn dùng hộp giải mã do Trung Quốc sản xuất với chip từ HiSilicon, nhưng với những hạn chế mới nhất, chúng tôi sẽ tránh xa chip của HiSilicon và thay vào đó sử dụng chip từ các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu, mặc dù chúng có giá đắt hơn, nguồn tin trên tiết lộ. Nguồn tin này nói thêm, chúng tôi không thể cứ đeo bám một lựa chọn, tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ chính trị. Theo SCMP tại Đài Loan, khoảng 57,6% trên tổng số 8,75 triệu hộ gia đình đang sử dụng hợp giải mã kỹ thuật số cho truyền hình cáp và dịch vụ băng thông rộng. Thị trường truyền hình cáp Đài Loan được chi phối bởi ba công ty tư nhân gồm China Network System, Kipro và Taiwan Broadband Communication. Động thái mới nhất của NCC được đưa ra trong bối cảnh Đài Loan giới thiệu đạo luật quản lý an ninh mạng, một bộ luật được cơ quan lập pháp Đài Loan thông qua hồi tháng 5 năm 2018 nhằm thiết lập chính sách bảo mật thông tin. Hồi tháng 4, bà Kolas Yotaka, một người phát ngôn của chính quyền Đài Loan cho biết các cơ quan Đài Loan đang được yêu cầu soạn thảo một danh sách công nghệ, theo đó xác định các nhà sản xuất và các nhà cung cấp linh kiện có thể đặt ra mối đe dọa cho an ninh của Đài Loan và nộp danh sách này vào cuối tháng 7 tới. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Trực thăng rơi giữa trung tâm New York Một chiếc máy bay trực thăng đâm vào nóc của một tòa nhà cao tầng tại trung tâm Manhattan hôm 10 tháng 6, Sở Cứu quả New York cho hay. Trên trang Twitter của mình, Sở Cứu quả thành phố New York thông báo đã huy động lực lượng chữa cháy tới hiện trường vụ tai nạn. Hiện đám cháy đã được dập tắt. Cơ quan chức năng cho biết có một người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra chỉ cách Quảng trường Thời đại, một địa điểm du lịch đông đúc của New York một vài dãy nhà. Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo đã tới hiện trường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Ông nói với báo giới rằng có vẻ như chiếc máy bay gặp nạn khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống nóc của tòa nhà. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo về vụ tai nạn và sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Thưa quý vị và sau đây là bản tin cuối cùng. Cờ Đài Loan xuất hiện ở buổi lễ của Tổng thống Trump và quân đội. Mỹ hôm 1 tháng 6 năm 2019, cộng đồng mạng tiếng Trung và báo chí Đài Loan phát hiện ra rằng Đài Loan được đặt trong danh sách các quốc gia trên trang của Bộ Quốc phòng Mỹ. Nội dung trang web đó viết về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Trước đó, tòa Bạch Ốc đăng trên Instagram Hình Tổng thống Donald Trump chúc mừng các học viên tốt nghiệp Học viện Không quân Hoa Kỳ hôm 30 tháng 5 với lá cờ sao trắng của Đài Loan cùng nhiều cờ các nước phía sau. Có vẻ đây không phải là những việc làm tình cờ và cho thấy mối ban giao giữa Washington và Đài Bắc đang bình thường quá bất chấp phản đối từ Bắc Kinh. Mới nhất, theo trang South China Morning Post ngày 10 tháng 6 năm 2019, Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đăng ảnh Trung tướng Stanley Clady, bắt tay trao đổi quà với Thiếu tướng Đài Loan Lưu Nhĩ Vinh tại một hội thảo ở Honolulu tuần trước. Vẫy cờ Đài Loan ở Mỹ Từ nhiều năm qua, Trung Quốc gây sức ép lên mọi quốc gia để không ở đâu có xuất hiện lá cờ Đài Loan. Khi thi đấu ở các giải quốc tế, vận động viên Đài Loan phải dùng một lá cờ khác có hình bông hoa màu trắng và dòng chữ Chinese Taipei, Trung Hoa Đài Bắc. Sinh viên Trung Quốc du học ở phương Tây cũng từng tẩy chay, thậm chí đe dọa người Đài Loan nếu họ đem cờ nước họ ra trước công chúng. Nhưng nay có vẻ lệnh cấm của Trung Quốc bị vứt bỏ ở Hoa Kỳ. Theo trang Taipei Times, một học viên tốt nghiệp học viện Không quân Hoa Kỳ ở bang Colorado đã vẫy cờ Đài Loan trong buổi lễ có mặt tổng thống Trump. Người này là một trong số học viên từ Kazakhstan, Hàn Quốc. Sau đó, một cờ Đài Loan khác được thấy rõ trong hình mà chính tòa Bạch Ốc đăng trên mạng xã hội. Vẫn theo tờ Taipei Times, hiện Bộ Quốc phòng Đài Loan không công bố con số quân nhân họ cử đi học tại các học viện quân sự của Hoa Kỳ. Washington không có mối ngoại giao chính thức với Đài Bắc nhưng vẫn trợ giúp huấn luyện quân sự. Hồi tháng tư Hoa Kỳ tiết lộ về kế hoạch huấn luyện phi công cho Đài Loan, một phần của chương trình 500 triệu USD giúp Đài Loan bảo trì và có nhân sự cho các phi cơ F-16. Được biết, phi công Đài Loan học bay F-16 ở căn cứ Lux Air Force, Arizona. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.